Vâng, kính chào các bạn nhé. Hôm nay ngày cuối gần cuối tháng tháng 6 năm 2019 thì tôi lại có mặt ở đây ở ngay trước cái hãng xe ô tô Mercedes tại Berlin. Và đây là nơi mà đã đưa ra những mẫu xe và bán mẫu xe hạng sang và rất là tốt, cũng với những cái giá thành không phải là đắt. Nếu mà các bạn có điều kiện đến đây thì các bạn sẽ thấy. Và trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã biết tại Việt Nam đã xảy ra cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Đó là việc mà ông Phạm Nhật Vượng với công ty VinFast đã cho ra đời một chiếc xe, dòng xe ghi là VinFast Fadi vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Và cũng ngay ngày hôm đó thì theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được thì chiếc xe đó đã gặp phải những cái trở ngại rất lớn về mặt chất lượng, về mặt kỹ thuật và về mặt kiểm định. Và qua những cái video clip mà tôi đã phát trong thời gian vừa qua thì các bạn đều thấy rằng đó là một chiếc xe mà theo như tuyên bố của báo chí thì là được đưa kiểm định ở tại châu Âu. Thế nhưng mà chúng tôi đã hỏi và họ đã trả lời rằng là không hề có kiểm định. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu xem là tại sao những chiếc xe như vậy lại có thể đưa về Việt Nam sản xuất và gắn mác của một cái thương hiệu chưa hề biết tên tuổi, cũng như là qua cái kiểm định sử dụng tại Việt Nam để đưa ra sử dụng trên thị trường mà trong một thời gian rất ngắn như vậy. Và các bạn cũng đã biết là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta, đây là Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta thường xuyên và liên tục quảng cáo cho cái dòng xe VinFast này và VinFast Fadi được ông ta đến. Đây là một cuộc viếng thăm của ông ta tại Hải Phòng, nơi mà có cái tập đoàn VinFast đó đã xây dựng cái khu để sản xuất ô tô. Và đây là chiếc xe mẫu mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ngồi và vẫy tay chào đồng bào cả nước để quảng cáo và quảng bá cái sản phẩm này cho ông Phạm Nhật Vượng và cho công ty VinFast. Tất nhiên cái việc mà lãnh đạo quan tâm đến doanh nghiệp thì là cái điều không sai. Thế nhưng mà nó quan tâm một cách quá mức và quan tâm một cách mù quáng. Có nghĩa là họ chưa biết cái chất lượng ra làm sao, chưa biết cái công ty nó hoạt động thế nào mà cũng lại đem quảng cáo uy tín như ở châu Âu hoặc là ở nhiều nơi khác, mà những cái thông tin đó chưa được đưa ra thì đã đi quảng cáo cho những cái chiếc xe này rồi. Thì điều đó là rất là tệ hại. Và ông Nguyễn Xuân Phúc đây, ông ta đi quảng cáo cho một chiếc xe mà chưa có được cái thử nghiệm một cách đàng hoàng và công bố rõ ràng. Và không những thế mà ông ta còn thường xuyên đến những cái nơi mà nhà máy sản xuất hoặc là những cái chỗ mà ông Phạm Nhật Vượng yêu cầu để ông ta đến và ông ta quảng bá cho cái dòng xe này. Và hiện nay ông ta đã gặp rất rắc rối trong cái vấn đề là chiếc xe thực tế là đã không được kiểm định chất lượng như là họ đã công bố trên báo chí ở trong nước. Và không phải chỉ có ông Nguyễn Xuân Phúc đã đến quảng bá cho ông Phạm Nhật Vượng, mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là cái người mà chủ tịch nước, tổng bí thư cũng đã đến để quảng bá, quảng cáo cho cái doanh nghiệp này. Các bạn thấy là những cái hình ảnh rất rõ ràng khi mà ông ta đã đến những cái nơi mà tại nơi sản xuất ở Hải Phòng cùng ông Phạm Nhật Vượng và nhiều cái cán bộ cấp cao khác, thậm chí cả ông Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân và ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương. Đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi có ghi nhận được và chắc chắn là các bạn cũng sẽ tự tìm hiểu ở trên mạng. Nhưng mà có điều là chiếc xe này khi chưa được kiểm định rõ ràng về chất lượng thì những cái lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã đưa ra để quảng cáo, quảng bá cho họ. Thế phải chăng là họ đã quá non kém trong cái vấn đề là quản lý đất nước, quá non kém trong vấn đề đánh giá con người, đánh giá chất lượng và đánh giá sản phẩm, mà cho đến ngày hôm nay thì các bạn cũng đã biết báo chí trong nước bắt đầu đưa tin về cái vụ mà những chiếc xe này có cái vấn đề nghiêm trọng về mặt kỹ thuật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đến quảng cáo cho ông chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng. Và đây là hình ảnh của những chiếc xe đó thì các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua liên tục được đăng tải ở nhiều cái phương tiện truyền thông khác nhau. Họ nói rằng là xe rất là tốt, đặc biệt, rồi là niềm tự hào của Việt Nam. Và cho đến ngày nay thì chưa biết tự hào hay không, nhưng mà cái yếu điểm về chất lượng đã bắt đầu bộc lộ đối với cả những cái chiếc xe, dòng xe này. Và mặc dù là liên tục quảng cáo cho những chiếc xe như vậy, nhưng mà các bạn cũng đã biết rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng không hề sử dụng những chiếc xe đó để cho đón tiếp khách ngoại giao, hoặc là để tiếp khách, hoặc là để làm những cái việc mà ông ta nói rằng đấy là niềm tự hào của Việt Nam, mà ông ta vẫn sử dụng những chiếc xe của Cộng hòa Liên bang Đức, là cụ thể đấy là xe Mercedes. Đây các bạn nhìn thấy, đây là chiếc xe của chính phủ Việt Nam vừa sắm mới thêm. Đây là xe chống đạn loại Mercedes S đời S. Đây các bạn nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Đây, vâng. Và chúng tôi đang đứng ở ngay cái khu, đây là khu bán
phân phối cái dòng xe Mercedes này. Đây các bạn hãy nhìn, ở đây sau lưng tôi ấy, thì các bạn đã thấy rất rõ là có những cái nơi mà bán, bày bán xe. Và tại trong cái khu này thì sẽ có rất nhiều loại xe khác nhau, từ loại xe cao cấp cho đến những loại xe mà cấp thấp, tức là ít tiền hơn, và những xe cá nhân nhỏ, và nhưng mà đều của hãng Mercedes hết. Và Việt Nam thì vẫn dùng cái xe Mercedes mới sắm để đi tiếp khách quốc tế, hoặc là bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc để đi lại. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy cụ thể, cắm cờ Việt Nam, hai bên cờ Việt Nam rất rõ ràng, một bên cờ Việt Nam, một bên cờ khách quốc tế. Tức là khi mà tiếp khách quốc tế hoặc là đi lại là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta là vẫn cứ đi xe Mercedes, chứ không đi xe VinFast. Đấy, thì đấy là cái điều mà các bạn cũng phải tự nhận ra, rằng là cái việc mà họ tuyên truyền như thế là có đúng hay không, và có nên dùng hay không. Tức là bản thân những người mà tuyên truyền để mua xe, người dân Việt Nam đến mua xe thì họ lại không dùng những chiếc xe đó, mà họ vẫn đi Mercedes và những cái xe của Toyota, hoặc là xe cao cấp hơn, Lexus, hoặc là những xe BMW hoặc xe khác, mà họ Audi của Đức, mà không hề đi những chiếc xe mà đã được đi quảng cáo, đó là xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng, mà như các bạn đã thấy. Và thì đấy, tức là ông Phúc ông ấy không hề chọn những cái xe mà ông đã quảng cáo, và họ để mặc những cái chiếc xe đó cho những cái người trong nước, người dân trong nước, người ta đi thôi. Đây các bạn nhìn thấy, ông đây là Nguyễn Xuân Phúc, ông ta đã ngồi trong xe vẫy ra, nhưng mà chỉ vẫy thôi, ông trở lên vẫy xe, vẫy tay mọi người, xong rồi chụp hình lên truyền hình và khen nó là êm đấy. Thế nhưng mà ông ta không biết rằng là ngoài cái tiếng cái êm ấy, thì là cái vấn đề là đấy là một cái ghế thôi, một cái ghế di động, tức là một cái ghế nó chạy, nó đặt trong xe nó chạy thì gọi là êm. Thế nhưng mà ông phải biết rằng là không những êm, xe cần phải có an toàn, xe cần phải tiết kiệm năng lượng, và xe cần phải có cái chống ô nhiễm môi trường theo tiêu chuẩn khí thải tốt nhất, để thì mới có cơ hội để xuất khẩu. Bởi vì khi ông Phạm Nhật Vượng ông ấy muốn sản xuất chiếc xe này 250.000 chiếc một năm theo như kế hoạch, và sau đó còn lên nữa, thế thì để xuất khẩu, mà xuất khẩu thì tất nhiên là các anh và cái ông Phạm Nhật Vượng này phải đáp ứng cái tiêu chuẩn khí thải của châu Âu và quốc tế, thậm chí còn, và xe của mình phải tốt hơn của họ thì như vậy mới bán được. Chứ mà giá thì cao, mà tiêu chuẩn khí thải thì theo như họ báo là chỉ có Euro 4 thôi, thì không ai dùng nữa. Bởi vì ở Đức, như các bạn đã biết, là đã loại bỏ cái xe này hàng chục năm nay rồi, không ai dùng cả. Đấy, và bây giờ các bạn thấy ở sau lưng tôi đây là cái hãng xe Mercedes là bán xe, và bạn nào có tiền thì có thể cũng ra đây tôi sẽ giới thiệu để mua những cái chiếc xe Mercedes rất đẹp như kia. Thì họ chỉ bán khoảng 50-60 nghìn euro, và tức là khoảng hơn một tỷ thôi, và là có một cái xe rất đẹp của Mercedes như kia. Tất nhiên về Việt Nam thì phải đánh thuế và làm các thủ tục khác. Thế nhưng mà dần dần ý, khi mà hiệp định thương mại tự do với châu Âu được ký kết và được thông qua, thì tất nhiên là những cái vòng thuế này sẽ thấp xuống, và những chiếc xe như thế này là sẽ được nhập về Việt Nam với giá rất rẻ. Cho nên là các bạn nếu có điều kiện thì hãy đợi thêm một gian ngắn nữa để có thể mua được những chiếc xe rẻ từ châu Âu, xe chính hãng, xe đạt tiêu chuẩn chất lượng về an toàn, về môi trường và về cái bảo hành, bảo trì đảm bảo. Và thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp, và xong là như vậy. Thế thì những cái chiếc xe mà VinFast như thế này thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta đã không chịu đi, và ông ta vẫn tiếp tục ngồi trên xe Mercedes thôi. Đấy. Tức là những cái người mà đi những chiếc xe này khi nó không an toàn, không được kiểm định rõ ràng ấy, thì chết những người dân thôi, những người đã mua này vừa mất tiền này. Đấy, xong rồi còn có thể là nguy hiểm tính mạng của mình, của gia đình mình và của những cái người, những cái phương tiện lưu thông mà đi cùng với chiếc xe đó. Cái điều đấy thì rất là dã man ở chỗ là người ta quảng cáo cho cái chiếc xe của VinFast rất là tốt, rất là niềm tự hào Việt Nam, người ta không hề đi, mà cứ để cho dân bỏ tiền ra mua và dân đi thôi. Tức là tóm lại họ làm cho người dân cảm thấy như là được ngồi lên cái niềm tự hào của Việt Nam, nhưng mà ra đường mà gặp tai nạn hoặc là xe cháy nổ đột xuất, đột ngột hoặc là lật thì cái người dân Việt Nam phải chịu, chứ không phải Nguyễn Xuân Phúc chịu. Đấy, và thì các bạn ở Đức cũng như các nước khác, khi mà cuối năm họ đều có cái kế hoạch là đánh giá lại những cái tai nạn của các xe, dòng xe ô tô. Tức là họ sẽ đếm xem là có bao nhiêu người sẽ bị xe này tai nạn, hoặc là nó gây ra những chuyện nào trong cái cuộc sống khi mà nó lưu thông trên đường. Và những cái hãng xe nếu mà không có đảm bảo chất lượng và không được đưa ra kiểm định đàng hoàng thì những chiếc xe đó sẽ bị thu hồi và thậm chí còn bị phạt rất nặng. Và những người dân mà hoặc là những người mua xe đó sẽ được bồi thường rất lớn nếu mà gây ra tai nạn, hoặc là người ta có thể đòi lại tiền trong một thời gian ngắn, mà người ta đòi lại tiền bởi vì người ta không muốn mua chiếc xe mà không được kiểm định thế nữa. Thì cái việc này thì chỉ có những người dân Việt Nam hoặc là những người trực tiếp tới đây sẽ mua xe hãy tự đánh giá, tự kiểm chứng lại những cái thông tin mà chúng tôi đưa hoặc là báo chí ở nước ngoài đưa, thì để biết rõ hơn về cái dòng xe VinFast Fadi này là thực tế là như thế nào. Đó một đấy là một dòng xe ở châu Âu đã thải loại từ lâu, với Euro 4 thì không ai dùng nữa. Và về cái
chế độ và kiểm tra an toàn độc lập ở châu Âu cũng không được đưa ra để làm cho chiếc xe này tốt hơn, mà họ đã lập tức là từ tháng 3 họ nói rằng đưa đi các nước để thử, và sau đó đến tháng 6 họ bán luôn. Thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng là nếu mà đi thử như thế thì chưa kịp thử xong thì đã bán rồi. Thì chị đừng có nói gì cái chuyện mà người ta chỉnh sửa những cái sai sót trong chiếc xe đó để đưa ra người tiêu dùng, và cái điều đó là rất là nguy hiểm. Bởi vì là nếu mà xe mà không được thử nghiệm cẩn thận như là họ đã công bố tại Euro NCAP như thế này thì sẽ rất nguy hiểm cho người lưu thông, bởi vì là nó sẵn sàng bất cứ lúc nào nó cũng gây ra tai nạn, nó giống như một quả bom nổ chậm, và nguy hiểm cho các gia đình Việt Nam, nguy hiểm cho những người mua xe, và tiền mất thì tật mang. Và chỉ có cuối năm thì những cái hãng bán xe như vậy ở trong nước họ sẽ ngồi đếm lại xem là có bao nhiêu người bị gãy chân phải, bao nhiêu người có thể gãy chân trái, rồi bao nhiêu người bị chết hoặc bị thương ở đầu, ở ngực, ở mông, ở bất cứ những chỗ nào đó, và cái chỗ nào là có thể bị méo móp dễ, và chỗ nào để có thể bốc cháy, hoặc là khi mà tai nạn thì nó bị kẹt lại và không mở ra để thoát ra được và bị chết. Thì có thể là với những con số mà đánh giá những cái thiệt hại cho những người bị chết, bị thương như thế, thì cái hãng xe như vậy thì họ mới như VinFast, Fadi có thể kiểm nghiệm lại để họ làm cho chiếc xe tốt hơn. Nhưng mà như thế thì đến lúc đó thì trong vòng một năm hoặc nhiều năm thì đã có rất nhiều người Việt Nam đã bị chết, bị thương và bị oan ức vì vấn đề bỏ tiền mua xe mà mang hại vào người như thế, khi mà chiếc xe không được thử nghiệm, khi mà thông tin của cái hãng xe này không được minh bạch, và khi mà những cái con người làm những cái sản phẩm này họ nghĩ rằng là có thể chụp giật một cách nhanh như là bán sản xuất và bán mì tôm, mì ăn liền, thì đấy là tính mạng của con người và sức khỏe con người, chứ không phải là những cái vấn đề mà có thể đem ra thử nghiệm trên cái cơ sở là những cái người thực và những cái đứa bé và những cái cha mẹ của các cháu nếu mà đi những chiếc xe này bị tai nạn như vậy. Đấy. Và tất nhiên là trong cái thời gian trước thì tôi, video trước thì tôi cũng đã nói là bên châu Âu họ đã đưa rõ ràng công bố về cái thông tin là không hề có cái đánh giá. Rất tiếc là các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Đấy, họ trả lời rất rõ. Và như vậy là cái thông tin mà đăng trên báo về thử nghiệm này là sai hoàn toàn. Và đấy là một hình thức lừa dối khách hàng, lừa dối bạn đọc của những tờ báo đó. Và các bạn cũng thấy là nó sẽ nghiêm trọng và nguy hiểm như thế nào. Tất nhiên là khi mà cái thông tin được đưa ra ấy, thì ngày hôm nay trên báo cũng bắt đầu đưa ra những cái bài báo nói rằng là cái tiêu chuẩn là Euro NCAP này là không cần thiết, có khi không cần thử. Vâng, thì bởi vì là cái vấn đề này thì đã bị vạch trần tại châu Âu, và chúng tôi đã vạch trần nó ra tại châu Âu, thì đương nhiên là họ phải bào chữa, họ phải tìm cách xoa dịu. Thế nhưng mà khi chúng tôi lại phát hiện ra những cái lỗi lầm khác tiếp tục tới đây nữa thì họ lại bảo lại không cần cái khác nữa, và dần dần là không cần bất cứ cái gì cả, tức là tóm lại là sẽ sản xuất ra và coi như bán được là bán, còn không cần bất cứ cái gì cả. Thì đấy là một hình thức nói rất là cùn và coi thường cái tính mạng của người dân, coi thường tính mạng của những cái người lưu thông và đã bỏ tiền ra để mua chiếc xe đó. Đấy, thì đây là cái thông tin mà chúng tôi đã cung cấp. Và những cái máy xe thì các bạn cũng đã biết rồi, chúng tôi đã cho người đến tận nơi để kiểm tra, để xem những cái xe này, cái máy và thiết bị ra làm như thế nào. Và cái cho qua kiểm tra của chúng tôi thì những cái máy này là của được sản xuất của hãng GM sản xuất ra tại không lắp ráp tại Việt Nam, và ông ở đây công ty VinFast nói rằng là hàng Việt Nam, thì thực ra là không phải, bởi vì là những cái cấu hình lớn nhất là đều được sản xuất ở nước ngoài để đem về lắp ráp thôi mà thôi. Và còn chưa kể trong này nếu chúng ta bóc tách ra thì có thể có rất nhiều những cái chi tiết phụ tùng và những cái thứ mà khá quan trọng là có thể là được sản xuất ở Trung Quốc. Trung Quốc tất nhiên là cái nơi mà sản xuất rất là nhiều là thiết bị cho ô tô cho thế giới. Tuy nhiên với mức giá hoặc là với cái chất lượng như thế nào thì họ được trả đưa cái sản phẩm lại cho cái người dùng như vậy, và cái điều đó hiện nay vẫn chưa được kiểm chứng, và có thể là trong một thời gian tới nữa thì các bạn mới biết được những cái sai sót và những cái vấn đề nghiêm trọng xảy ra đối với chiếc xe này. Và ngay cả ở Đức, khi mà bạn đơn giản như một chiếc ghế mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ngồi trong những chiếc xe như thế này thì đều phải có cái đánh giá là nó có gây khí độc, tức là tác hại độc không, và trời nắng nóng mà nếu các bạn đóng kính vào thì những cái không khí ở trong xe nó có thải ra những cái chất mà có thể ngộ độc hoặc là làm cho các cháu bé sẽ có thể bị ngộ độc hay không. Tất cả những cái đó là đều phải đánh giá cụ thể, hoặc là những cái cao su hoặc là những cái nhựa khi mà cháy, bị tai nạn nó mà cháy xe thì cái khí độc đó có làm cho người ta bị ngất hoặc là bị choáng hoặc là bị chết không, thì tất cả những cái đó cần phải thử rất cẩn thận. Thì cái đó đáng nhẽ phải được thử ở bên châu Âu này thì đã không hề được thử, theo như cái bài báo đã đăng là không hề được thử, và tôi cũng đã kiểm tra. Thì đấy là một cái điều dối trá đối với khách hàng. Và cái chương trình lần trước thì tôi cũng đã nói là
đã cho xem các bạn xem về cái xe VinFast ở Hà Đông họ bán, và trong đó thì các bạn nhìn rất rõ là cái chỗ mà chắn bùn ở trong chiếc xe này là đã có cái vấn đề rất là nguy hiểm về đây, vấn đề đây, tức là cái chắn bùn này là chúng tôi chụp được ở ngay trước chiếc xe mà khi họ bán mới tinh ở trong cái hãng xe ở Hà Đông của họ, đại lý ở Hà Đông của họ. Thì các bạn thấy ở đây nó không hề có cái chắn xốp hay chắn cao su hay là làm gì cả. Thì nếu mà những cái thông tin như thế này đưa ra và khi người ta sử dụng vận hành chiếc xe này thì bùn đất và tất cả những cái thứ khác rác rưởi ở Việt Nam nó sẽ bắn vào trong xe và nó dắt vào xe và nó chui vào máy móc thiết bị, thì chiếc xe này sẽ rất nhanh hỏng. Và đặc biệt là những cái phụ tùng này ấy, thì theo như là cái điều tra của chúng tôi và những cái người trực tiếp đã mua xe và họ chạy thử trong ngày một vài ngày vừa qua, họ nói rằng là họ đi tìm trên mạng hoặc là họ tìm mua ở trong nước để lắp thêm ở những cái chỗ chắn bùn này thì cũng không hề có những cái chỗ này. Thì có nghĩa là họ đành phải đi xe với cả cái hình thức là không có cái chắn bùn ở bên trong như thế này, và sẽ làm cho tuổi thọ xe sẽ nhanh xuống cấp và nhanh bị rỉ, và những thiết bị và máy móc bên trong sẽ nhanh bị rỉ. Và chính vì cái điều này đã gây ra cái lỗi rất lớn mà chúng ta bắt gặp lần đầu tiên của những người vừa đi xe, đó là chiếc xe đã bị bùn bắn vào, và khi mà đi xe thì bùn bắn vào xe đấy, chui vào trong xe rất là nhiều. Và đây là trời mưa thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe này tệ hại như thế nào, mà đây là chỉ những cái lỗi trong một vài ngày đầu phát hiện thôi. Thế còn những cái việc khác như là khung thép gầm rồi điện rồi tất cả những thứ khác nữa, rồi máy móc thiết bị, thì cái đấy nó sẽ bộc lộ trong cái thời gian tới nữa, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ tìm được cái thông tin thêm về cái việc đó. Và ông Nguyễn Phú Trọng thì mặc dù đã ốm rất nặng nhưng mà ông ta cũng đã cố gắng xuất hiện, và ông ta cũng là cái người quảng cáo nhiệt tình cho cái xe VinFast này. Tuy nhiên là với cái thông tin mà chiếc xe mà chất lượng kém và xấu như vậy thì cái niềm tự hào của Việt Nam do các cách lãnh đạo này quảng bá quảng cáo thì nó không đúng sự thật. Mà khi mà đưa quảng cáo, dùng hình ảnh của mình, cá nhân của mình đưa quảng cáo cho một hãng xe, một loại xe như thế, thì mà người dân mua vào mà họ mua phải cái hàng dởm, tức là hàng về không dùng được hoặc là dùng thì nó gây tai nạn và gây những cái trở ngại, gây những cái nguy hiểm cho người dân lưu thông, người lưu thông và cho những người lái xe, và tiền thì mất mà có thể là sẽ mang thương, bị thương hoặc bị chết nếu mà sử dụng chiếc xe mà không đảm bảo. Nếu mà họ chạy trên đường cao tốc với tốc độ trên 100 km/h thì các bạn tưởng tượng là chiếc xe nó sẽ rung, sẽ văng như thế nào từng mảnh một, hoặc là nó có thể khi đâm một cái thì những chiếc xe khác thì có thể là còn cứu sống được mạng người, nhưng mà những chiếc xe này thì chưa chắc là còn mạng, bởi vì nó sẽ bị bẹp, bị lăn hoặc bị cháy, bị tất cả những cái thứ khác mà chưa được thử cẩn thận thì nó sẽ gây ra cái hậu quả rất tai hại. Và ngay cả ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước của chúng ta Nguyễn Phú Trọng thì cũng đã lại quảng cáo cho chiếc xe này một cách rất là nhanh. Và phải nói đánh giá rằng là tất nhiên là những lãnh đạo này là họ thiên về chính trị, cho nên là những cái vấn đề về kỹ thuật, những cái vấn đề về làm ăn kinh doanh thì đối với họ nhiều khi ít kinh nghiệm, và họ thậm chí họ cũng chưa được đi du học hoặc là được tiếp xúc với văn minh ở nước ngoài, thì họ không thể biết được là những cái mánh khóe, những cái hình thức mà những cái doanh nghiệp gọi là tại Việt Nam họ làm thế nào để họ bán được hàng, và họ đã sử dụng hình ảnh của những lãnh đạo này thì sẽ gây ra sự mất uy tín rất lớn trong dân chúng, trong tổ chức đảng, các tổ chức đảng, bởi vì là khi mà dùng hình ảnh để quảng cáo, để gần như là để chứng minh cho người dân, để yêu cầu người dân vào, mong người dân mua những sản phẩm kém chất lượng này thì là một cái điều rất tai hại đối với cả các lãnh đạo và chính trị. Đấy, đấy. Và cái người mà chịu trách nhiệm đầu tiên thì đương nhiên là phải là tổng giám đốc của chủ tịch VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy, đây là bà Thủy, và là cái người mà hiện nay trực tiếp phụ trách cái công ty VinFast này, là đầu tiên là phải trả lời công luận, trả lời báo chí, và báo chí trong nước thì hãy hỏi và để cho bà ta có cái trả lời. Và bên đằng sau đó là có ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà điều hành chung, thì ông ta cũng phải là chịu trách nhiệm. Và nếu mà chiếc xe mà gây tai nạn và hoặc là khi bán mà không đúng với cái chất lượng đã quảng cáo thì các bạn, những cái người mua hoặc là những đại lý mua có thể khởi kiện hoặc là yêu cầu trả lại tiền. Và thậm chí là nếu mà gây ra những cái điều mà không hay cho sức khỏe, ví dụ như bị thương, bị chết, thì có thể kiện rất nhiều tiền cho từng trường hợp một thì nhân lên, thì công ty này phải trả tiền cho những cái vụ kiện đó. Và điều đó thì sẽ làm khó khăn cho cái việc mà nếu mà công ty đưa ra để thị trường chứng khoán và đưa ra xe xuất khẩu đến các nơi thì sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì không ai mua những chiếc xe mà chưa được kiểm định và chưa được công bố những thông tin chi tiết và cụ thể. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã biết tại sao
báo chí trong nước cũng không, vẫn im lặng và không đăng tất cả những cái thông tin như chúng tôi vừa nói. Từ ngày 17 tháng 6 vừa qua thì tôi đăng rất nhiều, nhưng mà trong nước thì vẫn, báo chí thì vẫn im lặng, không có tờ báo nào đăng cả. Thì đấy, thì đây là cái thông tin các bạn hãy, từ Vietnamnet cho đến Thanh Niên cho đến Việt Nam Express đều không đăng, bởi vì là dường như là báo chí ở trong nước đã bị tê liệt trước những cái đồng trước cái thông tin mà về chiếc xe VinFast này, tức là người ta đã làm cách nào đó để báo chí không thể đăng được. Thì đấy là cái điều mà cần phải đặt câu hỏi, bởi vì khi liên quan đến cái tính mạng và sinh mạng của người dân Việt Nam thì những cái việc mà báo chí lên tiếng là cái điều hết sức cần thiết đối với cả những cái người tiêu dùng và đối với người làm lãnh đạo trong nước. Và cũng chỉ duy nhất là đến tận ngày 24 tháng 6 thì mới có báo Phụ Nữ là đăng tải một cái bài rất là chi tiết, cụ thể và khá đúng, rất đúng về những cái vấn đề là đặt câu hỏi về cho xe VinFast này là VinFast pha đi liệu có như quảng cáo hay không. Đấy, và đấy các bạn cũng đã thấy. Và sau đó thì cũng báo Tuổi Trẻ Online cũng đăng một chút về vấn đề đó, nhưng mà không ghi cụ thể là cái gì, mà họ chỉ nói là cho một cái hình ảnh ông Đạp Xích Lô và cái xe đằng trước là cái xe giống như xe VinFast thế thôi. Và họ nói rất là margin Việt Nam, tài sản quốc gia đừng lợi dụng, tức là nhưng mà chỉ nói chung chung như vậy và chỉ đăng về vấn đề hàng điện tử mà không dám nói và không đưa thông tin về vấn đề là chiếc xe VinFast này. Thế thì quả thật là cái câu hỏi là tại sao những tờ báo trong nước không hề đăng, thì cái câu hỏi đó được ngày hôm nay, chính ngày hôm nay là đã được trả lời một cách rất rõ ràng là 28 tháng 6 qua cái việc mà đã bắt đầu có những tờ báo, hôm nay có gần một chục tờ báo các nơi bắt đầu đăng lại, đăng một cái bài báo rất là cụ thể, nhưng mà chỉ cho một trường hợp cụ thể, đấy là người dùng phản ánh hiện tượng bùn chảy qua khe cản sau của VinFast Fadi. Đây các bạn nhìn thấy, đây bài báo đây, và đây đây là bài báo của cái báo online là Cafef đấy, Cafef đây, đây các bạn nhìn thấy không, đấy đây báo trong nước ghi là người dùng phản ánh hiện tượng bùn chảy qua khe cản sau của xe VinFast Fadi. Đấy, tức là cái người mà người ta mua cái xe đó, người ta về người ta dùng, và bây giờ thì khi đi mới lưu thông một thời gian ít ngày thôi thì đã là bùn nó chảy rồi, chảy qua khe cản rồi, tức là chui vào xe rồi. Đấy, đấy hình ảnh đấy. Đấy. Và họ cũng đăng khá nhiều những cái chi tiết khác nhau về cái xe này. Đấy các bạn cũng có thể thấy đây. Đây, đấy. Họ nói rằng là cái người mà đang phỏng vấn cái người đã mua xe và họ nói rằng đi mưa mấy hôm thấy vết bùn khá đặc chảy xuống thét thì đây là nguyên nhân, tức là họ một cái người mà đã mua xe VinFast Fadin ở Quảng Ninh đã đăng tải một clip thử nghiệm, tức là họ đã đăng một cái video đó và họ nói rằng là cái chiếc xe này vừa đi xong đã bị bùn chảy khá đặc chảy vào xe rồi. Đấy, thì đây là hình ảnh bài báo đó, của bài báo là người dùng phản ánh hiện tượng bùn chảy có khe cản sau của VinFast Fadin. Và đây là hình ảnh tiếp theo của chiếc xe đó mà họ đã dùng để thử. Đấy. Và họ nói rất rõ là nước chảy thế này chả mấy bữa đèn lại mờ tịt vì hơi nước lọt vào trong, tức là nước chảy. Tức là mới đi mới mua xe mới tinh đã bị như thế rồi. Là để bạn đấy. Và tất nhiên họ phải đi họ tìm nguyên nhân, họ thấy rằng là nó thiếu cái tấm chắn ở bên trong xe, tức là khi mà tấm lót khi mà bùn nó bắn lên thì nó sẽ không chắn được, thì nó chui vào những cái khe xe, và chính vì vậy mà bùn chui vào xe. Và họ nói rằng là em mang vào gara lắp, nhưng họ bảo cái này phải chế, các bác có cách lắp rồi thì chia sẻ. Tức là cái chỗ mà chắn bùn này thì nó không có sẵn, tức là những cái thiết bị này nó không có. Đấy, tức là không có sản xuất, mà chiếc xe chỉ có thế nào bán rất thô như thế thôi. Và bây giờ bùn cứ chui vào xe như thế thì sẽ phá hỏng rất nhiều những cái thiết bị khác nữa. Mà đây là chỉ trong một lỗi nhỏ, rất nhỏ trong một chiếc xe như vậy mới ra đời. Đấy, thì phải nói là chưa từng thấy cái chiếc xe nào ở Đức vào đâu sản xuất vậy, mới bán ra đã mới đi được mấy ngày là bùn chui vào xe thế này rồi. Đấy. Và không thể mua được những phụ tùng để lắp vào. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có sẵn như vậy. Thế thì chẳng nhẽ là lấy cắt tự mỗi người mua xe xong sẽ phải cắt thêm mấy tấm cao su bằng ra ngoài tiệm mua mấy tấm cao su hay ni lông để dán vào đấy, hoặc là để chắn vào đấy, hoặc vặn vít tạm vào đấy để giữ để bùn nó không chui vào. Thì không ai làm mua bỏ một đống tiền mà mua như thế này cả. Thì những người mua xe với cái lỗi này chắc chắn có thể đem lại trả lại nhà sản xuất, và không cần phải nói nhiều, bởi vì là không đảm bảo cho cái chất lượng của xe và không đảm bảo an toàn xe. Thế nữa, khi mà bùn mấy ít như thế, bùn nhiều thì nó còn rắt, nó còn làm phá những cái gì khác nữa, hoặc là những cái lỗi kỹ thuật khác nữa, thì cái đấy điều đấy là rất nguy hiểm, tức là không hề có thiết bị. Vậy là phải ra kiếm những cái cấm cao su hay là cái gì đó để chắn tạm vào thì mới đi được xe của VinFast Fadi. Đấy. Và cũng không ngoài dự toán, dự tính thì là
bài báo này buổi sáng nay đăng 28 tháng 6 2019, vừa đăng được một lúc, chỉ khoảng 1-2 tiệm 30 phút sau thì khoảng 5-7 tờ báo đăng, thì sau khi mà chúng tôi xem lại thì tất cả những tờ báo đó là thấy là đồng loạt là báo lỗi là không truy cập được nữa, tức là không tìm thấy cái bài này nữa. Đấy, chúng tôi không tìm thấy bài viết này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất rõ ràng là không tìm thấy bài viết này nữa. Đấy, tức là bị xóa rồi, bị tắt rồi. Đấy, thì rất rõ, đường link thì vẫn còn. Nếu các bạn tra trên Google hoặc là các phương tiện khác thì vẫn thấy. Nhưng mà nếu bấm vào thì chỉ thấy là chúng tôi không tìm thấy bài viết này nữa. Thì có nghĩa là các bài viết này đã bị xóa đi và bị tắt đi để không tiết lộ những cái lỗi sơ đẳng như vậy đối với dòng xe VinFast Fadi này của người dùng. Và tất nhiên là nhiều bạn khác cũng kịp chụp lại màn hình và chia sẻ tiếp trên Facebook và các phương tiện khác thì cũng không sao. Nhưng mà phải nói rằng là với những cái truyền thông mà họ làm để họ khống chế truyền thông như vậy, và đây là một bài trang báo khác của gọi là TTVN nữa, cũng trong nước đăng, cũng lại bị mất luôn. Tức là cái bài báo đó vừa đăng được một lúc khoảng 30 phút sau thì cũng bị xóa luôn. Đấy, và ghi là rất tiếc chúng tôi không tìm thấy nội dung này, lại tiếp tục một bài báo khác lại cũng như vậy. Đấy, thì đây là sự che giấu mà rất nguy hiểm đối với cả những cái người dùng. Bởi vì là khi mà những cái chất lượng xe mà nó được phản ánh ra chỉ được một lúc thôi là bị xóa ngay. Và phải nói rằng là đây là cái can thiệp vào truyền thông, can thiệp vào báo chí rất mạnh của cái công ty này, là đã để làm sao để không có cho những cái thông tin như vậy, bất lợi như vậy đưa ra khi mà xe mới bán. Tức là họ cố tình họ che giấu những cái thông tin như vậy. Và khi mà che giấu như vậy thì người dân không biết, lại cứ đem mua về xong bắt đầu mới bị thì không biết làm sao với cái xe đó, và vừa mất tiền, vừa là có thể là còn có những cái tai nạn khác xảy ra mà chúng ta chưa thể biết được. Biết đâu có thể những cái xe dạng đã như thế này rồi thì nó nhiều khi mình chỉ cần đỗ nó trong nhà mà đi tối đi ngủ thôi thì tự nhiên cái ắc quy nó sẽ đánh lượng điện thế nào đó nó bốc cháy chẳng hạn, thì có khi chết cả nhà. Đấy, thì với những chiếc xe như vậy thì và cái những cái vấn đề mà bị phản ánh tệ hại như vậy thì nó sẽ nguy hiểm cho cái người dùng. Là đối với đây là minh họa rất cụ thể về một cái chiếc xe mới ra đời là VinFast Fadi, mà người dùng phản ánh hiện tượng bùn chảy qua khe cản sau của VinFast Fadi. Và những cái bài báo như thế này lập tức sáng nay đã được bị xóa đi. Đấy, đây là sự can thiệp rất thô bạo vào truyền thông. Đấy, thì và điều đấy chứng tỏ rằng chiếc xe này rất có vấn đề, có rất nhiều vấn đề mà chúng ta chưa phát hiện ra, và chắc chắn là trong thời gian tới thì sẽ còn phát hiện ra nhiều điều mà báo chí hoặc là những cái người mà làm truyền thông tự do đưa lên mạng xã hội, thì các bạn có thể tự kiểm tra và các bạn tiếp tục đưa những thông tin này để cho người dân trong và ngoài nước cùng biết. Và tại sao những cái bài báo như vậy mà lập tức trong vòng một buổi sáng là bị xóa ngay lập tức, bị xóa ngay. Đấy, tất cả các bài báo là bị xóa hết, không còn thấy đâu những cái thông tin mà về cái vấn đề là xe đã bị có lỗi như vậy. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy, rất tiếc nội dung này không thấy đâu cả, rất tiếc nội dung chúng tôi không tìm thấy nội dung này. Đấy, xóa hết tất cả các bài, xóa hết. Đấy, và lỗi là 404. Đấy, đấy. Thì cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Và khi ông chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Thiện Nhân đi quảng cáo cho những chiếc xe tệ hại như thế này, và sau đó là khi người dân đăng lên hoặc là khi báo chí đăng lên thì họ đã tìm cách can thiệp để xóa các bài báo như vậy, và cuối cùng là người dân, hàng triệu người dân, 90 triệu người dân ở Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi và phải trả tiền cho doanh nghiệp làm ăn không đàng hoàng và các chất lượng là không đảm bảo như vậy. Thì đấy là một cái tội ác đối với người dân và sẽ gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới. Đây. Đấy. Vâng. Và đấy các bạn đã trong cái tường thuật trước đây và hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ cho các bạn cái thông tin về chiếc xe VinFast là bắt đầu người dân bắt đầu phải trả giá cho cái việc này rồi. Thì đây các bạn nhìn rất rõ, bắt đầu trả giá. Đấy. Thì dòng xe này chắc chắn trong thời gian tới gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc tiêu thụ cũng như là bán. Và chúng tôi cũng đã đề xuất trong cái chương trình trước là bởi vì chiếc xe này thì nó có nhiều cái phụ tùng tương đương với những cái dòng xe mà đã không còn bán ở Đức từ những năm 2016, cách đây chục năm rồi, thì vẫn có thể tháo, nếu mà trong nước mà gặp khó khăn như thế này thì vẫn có thể tháo phụ tùng ra, tức là xe VinFast có thể tháo phụ tùng và bán phụ tùng sang bên này để cho người ta thay vào những cái xe đời cũ ngày xưa ấy, thì vẫn có thể bán được những cái phụ tùng thôi. Đấy, thì đấy là cái điều mà có thể tạm thời làm được nếu mà chưa bán được xe hoặc là xe mà chưa đảm bảo chất lượng như vậy. Và các bạn cũng đã biết là nếu mà xe mà kém chất lượng thì không ai người ta sử dụng cả, và khi sử dụng thì có sẵn sàng là sẽ có thể gặp rất nhiều cái nguy hiểm mà bất ngờ, tức là cháy nổ hoặc là tai nạn. Đấy, và bản thân ông thủ tướng của chúng ta khi quảng cáo cho chiếc xe VinFast Fadi hoặc là quảng cáo VinFast thì cuối cùng ông ta vẫn dùng Mercedes, BMW và VW hoặc là Audi để đi thôi,
chứ không ai dùng cái xe VinFast Fadi như ông thủ tướng đã làm. Và đây các bạn đang đứng trước cái khu này, đây là một cái khu mà bán hàng Mercedes rất lớn ở Berlin. Ở trong khu này thì có những cái dòng xe cấp cao, cấp trung và nhỏ để người dân có thể có quyền lựa chọn, và bất cứ ai có thể cũng đến đây tự xem, tự kiểm tra và lái thử, cũng như là cái tiêu chuẩn đăng kiểm rất rõ ràng để các bạn có thể biết được cái thông tin cụ thể và trước khi mua để lựa chọn làm sao cho chính xác. Và trong thời gian tới thì chắc chắn là cái dòng xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng của công ty VinFast sẽ còn gặp nhiều cái rắc rối lớn nữa, bởi vì là mới ra đời mà nó đã gặp rất nhiều cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề về an toàn, vấn đề về chất lượng xe. Và đây các bạn nhìn rất rõ là người dùng phản ánh hiện tượng bùn chảy qua khe cản của sau của xe VinFast. Đấy, bài báo hôm nay, và những bài báo này đã bị tháo dỡ. Vậy thì qua những cái việc này thì những cái người mua hãy cân nhắc, suy nghĩ trước khi mua, hoặc là những cái cơ quan công sở của Việt Nam nếu mua những chiếc xe này thì trước khi đi sử dụng thì phải suy nghĩ, bởi vì là cũng có thể nó sẽ gây cái mất an toàn cho những cán bộ mà sử dụng những chiếc xe này. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Xuân Phúc và cái đảng và Nguyễn Phú Trọng và những cái người khác thì người ta vẫn sử dụng Mercedes thôi. Đây, đây, đấy, và thì đây là các bạn nhìn thấy là đây là cái khu bán Mercedes của Berlin, và đây là cái nơi mà có cung cấp những xe, dòng xe rất đảm bảo về chất lượng và giá thành cũng phải chăng. Dạ. Và hôm nay chương trình hôm nay chúng tôi đã truyền hình trực tiếp về vấn đề xe VinFast Fadi và về vấn đề chiếc xe này đang bị báo lỗi rất nhiều tại Việt Nam. Và quả thật như những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra trước đây thì nó đã không được kiểm định chất lượng một cách đảm bảo an toàn để trước khi ra bán, tức là họ bán rất vội, mua về để lắp và bán thế thôi. Thì với những cái dòng xe mà lai tạp nhiều thứ máy móc thiết bị khác nhau, không đồng bộ và không được kiểm tra kiểm định rõ ràng thì chắc chắn là sẽ đem đến cho người dùng cái rất nguy hiểm về vấn đề lưu thông cũng như là về vấn đề tính mạng của bản thân họ và những người đi sử dụng xe đó. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Trong chương trình thứ nhất hôm nay thì tôi đã trình bày về vấn đề xe VinFast Fadi đang gặp lỗi lớn từ trong nước, và những người dân hãy cẩn thận hơn khi mua những chiếc xe này và hãy thử cẩn thận và tham khảo nhiều dòng xe khác nhau. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và xin chào các bạn. Và các bạn nhớ ấn nút theo dõi Thời báo.de, Facebook của Thời báo.de hoặc của Lê Trung Khoa của bản thân tôi, hoặc là YouTube của Thời báo.de để chúng tôi tiếp tục phục vụ các bạn trong thời gian tới một cách tốt hơn, và để lại những comment, những câu hỏi và những yêu cầu mà các bạn muốn tìm hiểu thì tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu để cung cấp cho các bạn những thông tin sớm nhất, tốt nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.